Thưa quý vị, vào tối ngày 5 tháng 10, Chư Tôn Đức Ban Quản Giới Tử Đại Giới Đàn Trí Nghiêm Phật Lịch 2566 đã hướng dẫn các giới tử tỳ kheo thực hiện nghi thức tuần chiếu trong khuôn viên giới trường, trường trung cấp Phật học tỉnh Khánh Hòa. Đây là buổi tối tuần chiếu đầu tiên trong khuôn khổ chương trình Đại Giới Đàn Trí Nghiêm theo đó, các giới tử xếp thành hàng xuất phát từ sảnh chính trước hội trường đi ra khuôn viên bên ngoài, tay cầm rút kinh hành trong chánh niệm, rồi trở về điểm xuất phát. Tại điểm truyền giới Ni viện Diệu Quang, Nha Trang, sau lễ tấn đàn truyền giới thức Swamana, Sajini, phân ban ni giới, ban điều hành, ban quản giới tử, cùng giới tử đã thực hiện tuần chiếu trong khuôn viên chùa. Tuần chiếu là nghi thức truyền thống trong đại giới đàn là một trong những sinh hoạt quan trọng của Phật giáo nhằm nhắc nhở giới tử quan sát những việc còn phóng túng, giúp giới tử sinh hoạt đúng thanh quy, qua đó cảnh tỉnh và sách tấn giới tử nỗ lực tu học và thanh lọc thân tâm.